Bạn cần treo một sợi dây trang trí năm mới có chữ New Year, sao cho mỗi chữ cái gắn trên một cái móc và lần lượt từ trái sang phải. Chẳng hạn đây là một cách treo. Chữ N có một cách treo. Chữ E có một cách treo lên móc trên và một cách treo xuống móc dưới. Chữ V kép có một cách treo lên móc trên và một cách treo xuống móc dưới. Chữ Y có một cách treo lên móc trên và một cách treo xuống móc dưới. Muốn treo chữ V kép lên móc này, ta có một cách từ trên xuống, một cách từ dưới lên, vậy có hai cách. Để treo chữ Y lên móc này, ta có một cách từ trên xuống, hai cách từ dưới lên, vậy ta có 1 cộng 2 bằng 3 cách. Muốn treo chữ Y lên móc này, có hai cách từ trên xuống hoặc một cách từ dưới lên, vậy có 3 cách. Chữ E trên móc này có 1 cộng 3 bằng 4 cách. Chữ E trên móc này có 3 cộng 3 bằng 6 cách. Chữ E trên móc này có 3 cộng 1 bằng 4 cách. Cứ như vậy để treo các chữ A và chữ R. Bạn hãy tính xem có tất cả bao nhiêu cách để treo dây trang trí New Year. Hãy comment đáp số của bạn ở phía dưới. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy chia sẻ. Đừng quên like page Toán Thầy Kiên để nhận được những bài toán hay tiếp theo.